Trong cái thời tiết se lạnh của gió mùa, ở một góc đường tại Yên Ninh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, gần 60 năm qua, người ta đã quen với hình ảnh một ông lão mù, gầy gò, ốm yếu, da rẻ nhăn nheo, ôm cây đàn guitar màu ghi cũ kỹ, ngồi hát nghêu ngao những bản tình ca nhớ thương da diết để kiếm tiền nuôi 5 người con khôn lớn thành người. Ai chưa thương tôi hay vì ai tức thương người nghèo? Không thấy mê hay tài tôi thiếu trang mặt đẹp, tôi khôn tôi ngon không có tiền mà ai biết, không có tiền mà bảo ai nghe. Trưa nay cái nghèo già trung thiếu, chờ đợi vẫn reo nèo, luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn quán yêu đời. Tương lai đi tha tôi mến nghèo, nghèo thương tôi. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đòi thấy lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi với người tình thân thiết, con dân chung tay như cát bụi trên phố hè. Ai chưa thương tôi hay vì ai tính thương người nghèo? Tôi không say mê ai tại tôi thiếu trang mặt đẹp, không có tiền mà ai biết, không có tiền mà bảo ai nghe. Trưa nay cái nghèo là trung thiếu, chờ đợi vẫn đeo nẻo, luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn vẫn yêu đời. Tương lai đi xa tôi mến nghèo, nghèo thương tôi. Tương lai đi xa